Rồi qua cái câu số 1. À, qua cái câu số 1. Câu số 1 nói như thế nào? Trong bốn cái đáp án này, nó cho là đều là từ hỏi. Từ thứ nhất là when, hai là which, số 3 là where, số 4 là how, là cái từ hỏi. Vậy thì chúng ta đi vào cái chi tiết. Thứ nhất, gray are you in, có nghĩa là gì? Tốt nghiệp, chấm chấm chấm, gray là tốt nghiệp, you là bạn. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta dùng những từ hỏi nào? When là khi, which là cái nào, where là ở đâu, how là như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng ta gặp này, khi nào thì bạn tốt nghiệp, bạn tốt nghiệp ở đâu, và nếu chúng ta dùng chữ which có nghĩa là gì, bạn tốt nghiệp ngành gì, how là bạn tốt nghiệp ra sao. Vậy trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Trường hợp lấy vậy thì chúng ta nhìn vào chữ in, có nghĩa là hiện tại này á là bạn tốt nghiệp. Vậy là trong trường hợp này chúng ta dùng cái nào cho chính xác? Đó là chữ gì? When, khi nào. À, câu số 2. Hoa Leeds, Hà Nội chấm chấm 12 Trần Đại Street. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy như thế nào này? Đây. Thứ nhất có hai đoạn dấu trống. Và nhìn vào bốn dạng câu hỏi này á, thì kiểm tra chúng ta về vấn đề giới từ. Thứ nhất là on at, à, in at, in on in. Vậy trường hợp này như thế nào? Chúng ta nhìn vào chữ Hà Nội. Hà Nội đó là một thành phố lớn, à, thành phố lớn. Ở thành phố, nơi chốn thì chúng ta sử dụng gì? In hay at. At là chỉ cho vị trí, địa điểm nhỏ. Còn in là chỉ cho vị trí, địa điểm lớn. 12 số nhà thì chúng ta sử dụng giới từ nào để chỉ về số nhà. À, vậy thì bây giờ là Hoa sống ở đâu? Bây giờ một là in, đúng không này? Bởi vì Hà Nội là thành phố lớn này. À, vậy trường hợp này chúng ta sử dụng gì? Chúng ta không dùng in at hay chúng ta dùng in on? À, chúng ta thông thường chỉ thấy là gì? Nói về số nhà đó thì chúng ta sử dụng gì? On, tức là Hoa lives in Hà Nội, on 12 Trần Hưng Đạo Street. Câu số 3. Hưng từ Hà Nội nhưng anh ấy vẫn ở cùng với bà con họ hàng của anh ấy ở Hồ Chí Minh vào lúc này. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta xem đáp án của nó này. Will come, come, come và comes, tất cả đều dùng để về thì cả. Vậy chúng ta dùng chữ at the moment này, vào thời điểm bây giờ. À, vào thời điểm bây giờ thì Hưng đó ở với bà con họ hàng của mình ở thành phố Hồ Chí Minh đã. Vậy thì chúng ta sử dụng thì gì? Will come là thì tương lai, come là đến, come là thì quá khứ, còn comes là hiện tại. Vậy trong trường hợp này chúng ta sử dụng như thế nào? Có nghĩa là Hưng đó là Hà Nội nhưng mà hiện tại thì không phải ở Hà Nội nữa. Vậy thì nó chuyện đã xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Vậy chúng ta sử dụng trường hợp nào? Be là come. Câu số 4. Hai Phong, nice to meet you again. Hai Kha, nice to meet you. Đó, bây giờ là câu cửa miệng, câu chào hỏi. Câu chào hỏi đó, thì chúng ta làm thuộc lòng thôi. Đó, mỗi câu chào hỏi như thế này để chúng ta được làm. Vậy là khi mình chào người ta thì mình chào lại, đúng không? Thì người ta cũng chào lại mình. Thì trường hợp đó sẽ là gì? To. So là dùng cho từ nói. On so dùng cho từ cảm thán. Then dùng cho từ nói. Vậy chúng ta dùng thứ nhất là gì? To. Cảm ơn người ta. Khi người ta cảm ơn lại thì dùng chữ to. Câu số 5. From your house to post office. Thì các bạn thấy này, từ nhà cho đến bưu điện. À, vậy là đây là từ hỏi tiếp. À, từ hỏi how much, how often, how many, how far. How much là bao nhiêu, giá tiền. How many là bao nhiêu, nói về tiền. How often là thông thường. Và how far là xa, nói về khoảng cách để lấy. Vậy thì như thế nào? Khi mà nhà cho đến bưu điện thì nói là gì? Thường thường nói là gì? Khoảng cách từ nhà đến bưu điện là bao xa?
chứ bao nhiêu đâu được, đúng không? Phải A, B mình gọi nó ra và chỉ còn là C và D mà thôi. How far là thông thường, how far là bao xa, thì how far là bao xa là chính xác. Câu số 5, how right do you want? Quy định thứ nhất là nói về số lượng, định lượng. Must a lot, many, lots of. Chúng ta lưu ý này, a lot of và lots of đồng nghĩa với nhau. Chúng ta lấy đồng nghĩa với nhau, chúng ta lọc nó ra nhé. Và bây giờ chúng ta dùng vào danh từ rice. Rice là cơm. Vậy rice là cơm chúng ta đếm được không? Bao nhiêu cơm? Bao nhiêu hạt gạo chúng ta đếm được? Nhưng bao nhiêu cơm nữa đếm được không? Không được. Vậy chúng ta dùng gì? Chữ mới. Câu số 7. What your heart is from, my middle name is T. Vậy thì bây giờ ta thấy nè. Bây giờ ta thấy là cái gì? Middle là ở giữa, family là gia đình, full là đầy, age là tuổi. Vậy thì bây giờ nó nói là gì? Cái tên giữa của tôi là Thi, có nghĩa là gì? Họ, tên lót. Và vậy tên, còn Miss Name là tên lót. Vậy á, vậy ý nó muốn nói là gì? Là tên, tên lót có đúng. Tên lót là tên gia đình của bạn. Vậy là gì? Cái A là tuổi. Nó tuổi ta nói là tuổi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 năm tuổi. Thì chúng ta dùng chữ A được. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nói về gì? Tên nó. Thì đó là gì? Là biết được. Full là đầy đủ, có nghĩa là họ tên đầy đủ á. Câu số 8. Would you like? Bây giờ người ta nói này, câu chào, câu mời. Would you like? Chúng ta tôi thường thấy là gì? Sau chữ like, chữ would like, nó có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là to, và thứ hai là gì? Động từ thì liên. Vậy thì trường hợp này là gì? Trường hợp này là gì? Một là B, hai là gì? D. Bởi vì tu là động từ, từ tu, tu lùi với từ, chứ từ đi với động từ với mẫu. Cho nên là B và D mà thôi. Vậy chúng ta chọn là D. Mà khi mà chúng ta, nếu chúng ta dùng chữ in được không? Được, C in được không? Trong trường hợp này đang xem cũng được. Xem, mời người ta xem, người ta đang xem mời làm gì, đúng không? Rồi, bây giờ qua câu số 9. Họ có rất nhiều bạn bè ở Huế, nhưng mà sao không có ai bạn ở Hà Nội hết á. Không ai bạn ở Hà Nội hết. Vậy bây giờ là gì? Là họ có rất nhiều bạn ở Huế, nhưng không có ai ở Hà Nội. Bây giờ chúng ta thấy nè, kiểm tra về thì has a lot of, nhưng bình thường mà bạn bè mà hiện tại đâu, đúng không này? Nhưng cô ấy không có, vậy là có phủ định, đúng không này? Mà not have là không có, không có trợ động từ rồi. Vậy loại ra nha. Phần thứ nhất là C doesn't, hay là đâu? Đông là C, làm sao được? C là suýt mà. Vậy chúng ta loại câu B nó ra. Vậy đi còn câu C và câu D thôi. Còn isn't thì làm sao có, đúng không? Isn't là to be và have là động từ thường thì không thể là đi cùng nhau được. Cho nên chúng ta chọn C, doesn't have. Câu số 10. Lan đang trong lớp tớ đó. Cô ấy là ai? Cô ấy là bạn cùng lớp, đúng không? Cùng lớp là chữ gì? Classroom là phòng học, classroom là lớp, classmate là bạn học.